này xài quen nó được lạ lạ lại á. Đây có đụng rễ mũi luôn hả? Có rễ mũi nào chưa? Có rễ mũi rồi hả? Cái này để mình mài cốt ra sữa nó còn kỹ hơn nữa. Thì các bạn coi băng nè. Dạ không? Đó lắm. Mà cũng có nhiều cái bất tiện nha các bạn. Tiện đồ là mình phải quay qua quay vô á. Nó dễ dúng díu mấy cục đá nè. Hôm nay mình đi mài cốt máy nè các bạn. Máy một thôi. Là cái cốt giang ma S90. Đó, mà cái dên nó là S85. Cái này nhưng mà thực chất cái máy này là cái máy S85. Đó. Nhiều khi mình gã đồ ra đó mình nó quen cái mình nói là cái máy này nó lai đồ, nhưng không phải. Nó xài chung đó các bạn. Lắp láp S85 với S90 cũng xài chung nữa. Giống như mặt nạ của 80 với 70 thì nó xài chung. Đó. Thì cái máy này nó bị lột cái khoảng giữa nè, nó bị cháy nè các bạn coi nè. Ta khô nhớt cái bị cháy đen, nó xài từ lưa chứ. Mình đem đi mài. Mà cũng ở tiệm mà không phải tiệm mình. Ở tiệm của thằng đệ mình này nè. Đó. Đó. Thường thường ngày thì mình qua đây mình mài, nhưng mà tại vì hôm nay mình quay một đoạn phim cho các bạn coi, thành ra mình sẽ đứng mình quay cho để nó mài giùm mình cho nó chi tiết hơn. Đó, cho các bạn coi nha. Ê, đang sửa đá hay gì vậy Chánh? Đang sửa đá. Vậy hả? Tính mài cốt kia nữa phải không? Sẵn ôi sẵn đây vậy mài luôn đi hai cây. Để mình mài cốt ra sữa nó còn kỹ hơn nữa. Thường thường là mài mấy cây cốt mới sửa lần Chánh. Mài không tùy theo mình xài nhiều thì mình sẽ sửa đá thường xuyên. Mà mài sâu cạn đó ha. Sâu cạn à. Với mài gốc thì mình mài mắt gốc thì mình mới sửa, còn nó không sọc thì mình vẫn để nguyên. Thì các bạn biết rồi đó, khi sửa đá thì lấy tay mình sờ như vậy nè. Thậm chí mà khi các bạn sửa mà nó thẳng rồi đó ha, lúc đang chạy thì mình sờ tay vô gì nữa nó cũng không sao nha. Nó bằng đến mức như vậy đó. Nếu mà đá thông thường thì đâu sờ được. Sửa đá xong phải không? Xong rồi. Rồi, thì tiến hành làm đi. Thì thường thường theo cái cách làm của mình đó thì mài cốt thì phải mình phải ước lượng cây cốt mình ở khoảng mấy để mình mài xuống cái máy và mình đo cái miệng đó. Cái miệng dên nó bắt vô cây dên rồi để mình mài theo cho nó phù hợp. Đôi khi là có thai nhưng mà cái gặp cái bộ miệng nó non hoặc là già các bạn đó, thành ra mình không thể mình mài theo đúng cốt thì nó hơi bị sai. Mấy anh tiệm ở trên tiệm cái kỹ cũng vậy luôn đó, các bạn mà mài cái cốt mà nếu mà trường hợp cái dên nó bị lột nhiều quá phải đem dên theo nha, đặng lỡ nó dạt hoặc nó xây lưng đó thì người thợ người ta móc lại cho đúng cái chuẩn ban đầu để xài miễn cho nó cái lưng nó chắc. Thì coi cốt máy cái khoảng dên này nè, cái lưng miễn nó chắc thì xài chạy nó mềm được, nó không có ập ập. Có thai được không? Được, có thai. Như nó còn mười mấy dịch. Nó thì mình ước lượng cái cốt này có thai là vừa. Đó. Đo miếng. Miếng đúng không Chánh? Đúng, miếng. Đúng rồi, vậy là mày đúng cốt luôn ha. Rồi, ok. Đây là cái máy tiện nè các bạn. Thường thường mài cốt thì nó có cái máy chuyên dụng, nhưng mà hôm nay mình mài cho các bạn coi là cái cục đá mài cốt mà được chế trên cái máy tiện nha. Nãy giờ mình quên giới thiệu thì cái máy tiện này hồi đầu tiên là của mình ở bên tiệm mình, còn mình đang đứng ở đây là tiệm của thằng đệ, là cách mình khoảng 300m thôi, xéo xéo ngang cửa thôi đó. Thì các bạn nhìn thấy cái máy tiện cũng liền ha, hồi xưa mình đặt ở Sài Gòn á,
đặt ở Sài Gòn là đặt chân đôi vậy nè, nó mới vững nè. Thường các bạn thấy cái máy tiện mà nó có ốp ngang chỗ này nè, đây rồi nó dài lên kia là gọi là chân chiếc đó. Máy mình đặt để chuyên dụng mình mài cốt á, mình ra mình đặt cái chân đôi nó rất là vững nè, cộng thêm cái băng ngang băng lớn nữa, rồi bàn dao lớn nữa. Tất cả cái model của máy tiện thứ 8 mà về mà mấy cái bàn dao này nè là của hai thước mấy không, thành ra rất vững. Tại ngày đầu tiên mình đặt cái máy tiện này là cũng để mình có ý đồ mình gắn cái đá mài này nè đó, để nó bắt lên đó. bắt đuôi dấu qua hết không, hết không hay là bắt đầu đi chánh rồi cho chắc ăn, bắt đầu đi. Cái đuôi khi mình giấu rồi nó không hết tâm á. Kệ bắt quơ hả? Được phải không? Dỗ bán kính được phải không? Đó. Mình đang tính toán nha, mình sao dỗ sao cho nó vừa các bạn, nhiều cái gắn đuôi sâu vô quá thì mình dỗ nó là tâm xong nó không hết, nó đục ngay chân chỗ cái tim của cái cổ nè. Vậy được. Đó. Thì cũng nói thêm cho các bạn biết là cái đá mài này nè, là ngày xưa là mình chế ở ngay tiệm của thầy mình đó, nhưng mà cái ra cái kiểu mẫu là của thầy mình nha, cái sư phụ mình đó, là ra cái kiểu cách thì mình chỉ ra công thôi. Thì lúc đó thì mua cái nguyên cái ủ đá mài này là ở Sài Gòn vẫn có bán, nhưng mà cái bán lúc đó là giá là 3 triệu 7 hay gì đó, mình còn nhớ bằng máng à, 3 triệu 7, thời điểm đó dàn 500.000 một chỉ đó các bạn, tính ra cũng nhiều tiền đó. Mình cũng có ý định mua luôn mà ông thầy không cho, tại vì lúc đó mình chưa có gần gì kỹ thuật. Ông thầy mới nói mình là có nhiều người mua làm cái đá này, mua cái đá này ở Sài Gòn nhưng mà vẫn không có xài được, tại vì mài nó bị rung bị tê các bạn, cốt nó không có đạt, nó tệ lắm. Thành ra tính như vậy đó, rồi hai thầy trò đi mua đồ về làm cho nó vừa an toàn mà nó rẻ tiền nữa, để nó đang săn mỏ vạch, tại vì mắt còn sáng thành ra nó săn mỏ vạch thôi, mà còn mình đó thì mình xài đồng hồ so, đồng hồ so thì dễ nhìn hơn đó. Rồi bạn thấy gì cho cái đá mài mà gắn trên cái máy tiện đó, nó cũng phụ thuộc nhiều yếu tố nè. Thứ nhất là mình là chế cái chân gì nè, cái chân của cái đế này nè thì nó phải lớn, nó đủ cái đảm bảo cái độ rung nè, cộng thêm mình lúc mình khi mài mình siết mấy con ốc này nè, ốc chân bàn dao ngang này nè cho thật chặt để nó giảm cái độ rung đó. Rồi cái motor á, motor là không phải motor nào cũng đút vô chạy được nha các bạn, phải lựa cái motor nào thật là êm chạy, không có rung, không có chấn động mạnh á, rồi nó còn phải là đủ tua nữa, tính tua cho nó vừa nữa. Cũng hồi trước thì cái này, cái dây cogo này nè cũng đổi biết bao nhiêu cái bu ly rồi, nó mới phù hợp và chạy nó đủ cái độ bóng, nhanh quá cũng không được mà chậm quá cũng không được, thấy vậy nó gắt rồi gắt gói. Chắc này là đang hạ cái tâm xuống nè, tại vì á cái tâm này á như ba bán kính cốt á là nó lệch nhau, thành ra mình muốn cho cái tâm này nó ngay á thì cái bán kính cốt phải đưa ra phía ngoài, thì cái tâm này nó đồng với cái tâm trục đó, thì máy mài cốt cũng vậy đó các bạn. Cái kiểu mẫu này nè, hồi lúc trước là mình cũng làm theo ở bên Đồng Tháp á, xe đét Đồng Tháp á, tại vì thời gian mình thực tập ở đó thì thấy mấy có anh thợ ảnh mài bằng máy tiện này nè, cũng kẹp một đầu rồi dỗ là tâm gì đó, nhưng mà ảnh mài tới cái máy 3 máy 4 rồi các bạn tin không, ở bên xe đét Đồng Tháp á, bây giờ không biết còn không thì không biết nha, mà trên cái máy tiện này luôn.
nó mình thấy mê quá, thầy mình cũng chỉ cho mình mài cái máy một thôi, tại vì cái máy một cái độ quăng nó ngắn với nó an toàn nữa, thì thôi mình cũng mấy cái máy lớn thì mình đem lên cái máy chuyên dùng mình mài đi, độ bóng rồi nó cũng cao hơn nữa, tại vì góc độ nó cũng cao đó. Rồi trở lại là nói tiếp là cái ủ trục này đó các bạn, thường thường mấy cái máy kia là người ta ba làm rồi, ta gia công rồi đó, người ta mới bắt vô, thành ra cái tim này nè, tâm này dưới cái tâm máy tiện nó không có đúng đó, thì thầy trò mình mới nghĩ cách là tiện cái này thô rồi phải không, rồi mới luồn cái cây từ cái cổ ba chục đó các bạn, cổ chục đó, luồn cái cây sắt vô giữa cái tâm của cái ụ đá này nè đó. Rồi mới móc sao, thành ra cái tâm này với cái tâm của cái chống tâm nó cực kỳ là chính xác luôn nha, tại vì lấy cái máy tiện mình tiện cái móc cái lỗ này sao nè nó. Thầy mình thì thuộc dạng cao thủ rồi, về nhân cách hay là về nghề nghiệp là mình có thể nói là hai chữ là tuyệt vời luôn đấy, rất ngưỡng mộ, nhưng chỉ tiếc là mình chỉ học được một phần nhỏ thôi. Nhà mình làm cho tới bây giờ rồi, để hôm nào mình rảnh mình qua bên đó, mình qua bên thăm mấy vị thầy của mình rồi mình quay cái tiệm cho các bạn coi nha. Hôm nay thì chỉ vòng vòng cái máy mài cốt này thôi đó. Cái này là đang chuyển là cái tua chậm các bạn, máy tiện Việt Nam mà cái đời hồi đó thì chỉ chuyển tần số là bằng dây coro không à, chuyển lại cái tần sách, nhưng mà nó cũng có cái ưu điểm nè, cái máy tiện này nha các bạn, có ưu điểm là cái khi các bạn mà muốn ngừng lại đó, muốn ngừng lại thì các bạn không có cần phải là ngắt công tắc, chỉ đạp cái cần này lên là nó dùng dây coro lại, cần tăng đưa nè, nó dùng dây coro lại thì mình dừng lại, không có cần phải mà tắt cái công tắc lên motor đó, đó là một cũng một cái ưu điểm đó. Ở đây là có cái máy đồ uống nè, cái đầu uống mà uống cái muỗng nước này đó các bạn, cũng chế nữa nè. Cái này là bẻ sắt này, bẻ vuông góc hả chánh, này bẻ vuông góc rồi hả? Để làm mấy cái lồng của bên cái ống bơm phải không? Đó, là cũng tự chế nữa đó. Nó nãy giờ thì đã xong rồi. Để nó đang mài đó, vô chậm. Cái máy tiện mà gắn cái lá mài này nè, nó cũng có nhiều cái bất tiện nha các bạn. Tiện đồ là mình phải quay qua quay vô đó, nó dễ dướng díu mấy cục đá nè, không quen là bị hoài. Lúc trước mình cũng chuẩn bị đó, không xong đâu. Cho ăn đá vô cái đầu nó chỉnh lại các bạn. Thì giờ thì để mình nó sở hữu cái máy này, nó làm riết rồi nó còn nhuyễn hơn mình đó. Lâu lâu mình xài máy mình nó có quen luôn, qua kệ nó mà cho nó mau. Các bạn thấy không, chạy quăng đầu vậy mà không có quơ đó, nó tiện cho các bạn coi băng nè. Một chiếc nghe thôi, chỉ tiền chạy răng được thôi, không có chạy bị động tới lui đi, để mình tiện đồ tinh được. Mình đổi cái máy tiện Nhật tại vì cái mình tiện Sumi rồi các bạn, mình cần nó phải chạy tự động đó. Chứ cái máy tiện này là ở quê là móc chân dịch rồi cọ hầu nó gời đó. Các bạn làm nó thoải mái lắm. Có hầu gời nè, cắn không cắn thôi, rộng rất rộng nha. Máy chân dịch 8 tấc được luôn đó. Máy Việt Nam thì nó không có tinh tế lắm, nhưng mà được cái là nó đa năng ha. Cái lỗ thì lỗ tới 70 lần, chạy răng thì nhấp sắp trong ngoài nha, nô tư ngoài luôn, rất là dễ sửa. Nó thì đợi nó cũng đang mài, vừa mài vừa chỉnh các bạn, tại vì cốt này méo nhiều lắm, lột dên mà.
mình chỉnh làm sao cho nó ngay giữa cốt nhất. Đó. Thì trong thời gian nó mài cốt thì mình đi vòng vòng cái tiệm nó chơi nha, cho các bạn xem chơi luôn. Đây, đá mài, chà, đá cắt. Bên đây là cái máy phát điện này các bạn. Này, đầu này là đầu D30 nha, demo 15 kW. Đây, cái này là thừa sức của cái tiệm luôn. Bên đây là cái dàn máy, máy này là ta gửi ta làm hay là cái taxi gì đó. Máy này gửi bằng máy hả chanh? Gửi là máy. Là máy. À, đây nè, đây là máy đang gửi nè, để nó làm nè các bạn. Đây là cái cuta nè. Còn này là cũng cuta luôn. À, hơi khác lại chút xíu nha. Này theo mình đó không lầm, nó là Sibora đó. À, các bạn coi là ba máy này đang chờ làm nè. Nó nhìn chắc cũng không gấp, người ta không hối lắm mà nó bỏ một đống rồi nè. Nó tiếp theo là cái máy, máy này nó mới đặc biệt rồi các bạn. Cái là cái máy D4 nha. D4 chạy gió. Nè cái tay quay này nè, đè vô nó mới ăn nè. Và tốc độ nhanh lắm nha, chạy gió. Cái máy này chạy thì nó nhanh lắm, nhưng mà chạy nóng thì nó không có tốt lắm nha các bạn. Đó. Tiếp theo là cái D24 nè. Đây. Này là Kuta 79. Đây là S70. Đó, đây có cái motor nữa nè, motor này. Chắc khoảng trên 20 nữa. Ta phan nha. Đó, ở giữa là một đống máy giả là bỏ từ la đây. Giống mình bấm. Đây cũng là máy chụp nhớt Techcom nè. Xe mình thì xài nhớt máy là toàn như là gần như là Techcom hết đó các bạn. Nó an toàn. Thành sao này máy này là máy nằm ụ nè, có khách nè, máy chạy đua tôm Mitsubishi 6 HP bền. Đây đóng máy cũ như là Yamaha F7, D15 giang đông, D20 cao phong. Là cái thằng D20 của Giang Long nè các bạn. Đây. Đây còn cái máy cổ nè. Máy chạy gấp vô bơm nước nè. Đây K4. À, ở quê mình giờ còn một vài cái thôi nha, không có nhiều cái này nha. K4. Cula 4 đó các bạn. Đó, nhìn vào. Kệ chứa đồ. Trên đây cũng có hai cái lo nè, cũng có giảm thanh nè. Một đống ống bơm luôn nè các bạn. Làm sẵn nè, bơm làm sẵn để người ta lại là mình bán liền, để mất thời gian mình làm nè, ta đặt trúng cái hệ nào thì bán lại đó. Đây là cái bơm đuôi, bơm loại nhỏ nè. Đây, ở đây thì nó làm bơm, tại vì cái ở đây nó có để máy uống rồi được đó, có làm bơm. Còn mình bên kia mình chỉ làm máy đặc biệt thôi, máy với làm xi lanh thôi, cần hỗ trợ cái đó phần đó. Cái bên tay trái ngoài bước vào là cái bơm hơi, nó bình gió đá. Rồi máy này máy uống dành nè các bạn, uống máy dành nhỏ nè, tự chế nè, tự chế luôn nè, không nói là bữa nay làm rồi nè. Ở quê mình đều xài tự chế nhiều đó các bạn. Đó, kéo cắt cũng như bao tiệm khác thôi. Này cái đấm, cái máy khoan, cái khoan mà có cái công tắc, không thấy cái công tắc đâu đây nè, tắt điện rồi nó tự chạy lên chạy xuống nè. Đây đặc biệt nha các bạn, đặc biệt là cái chỗ công tắc chạy lên chạy xuống nè. Đó, cái này là cũng lên xuống là gắn cái motor đây luôn, chạy lên chạy xuống luôn. Các bạn coi nè nha. Chạy lên xuống luôn, cái này xài quen nó được lạ lại á. Không có quen là bắt hồ là chạy lên đây cái đụng gãy mũi luôn à. Có gãy mũi nào chưa bác? Có gãy mũi rồi hả? Đó, theo giờ gì nè chánh ơi. Cái này gắn cái cầu dao này là gắn quay lên quay xuống, để người lạ quê biết ta đặt lên, còn này ta không biết cái chiều nào lên chiều xuống đây nha. Gắn quay lên. Để khi bật lên thì nó lên, đúng không? Gắn gì là nó không có biết được đâu. Đó, tính mình là cũng biết, mình nhá thử biết nè. Kéo bên trái là xuống nè các bạn. Kéo bên phải là chờ lên.
thì cũng chịu khó mài mò chế nên nè. Nó cộng thêm cái ba lan này nè, cũng tự chế luôn nè. Đấy, các bạn coi nè. Cái này còn bấm điện chạy không chánh? Là có điện sẵn phải không? Đây nè, các bạn nè, coi nè. Đó, thấy không? Tự chế. Đây là cái ba lan mà bình thường thôi. Đây là cái motor. Đó, qua truyền động qua sợi dây sên. Nhưng mà nó rất lực nha các bạn. Chạy cái motor lớn, motor vượt lớn đó. Thì nó kéo như cái máy lớn mà chịu. Máy lớn rồi đó. Như động cơ Isuzu cỡ lớn 3-4 máy là kéo với nguyên vàng luôn nè. Đây nè. Đây cũng có cái tời. Cái tời kéo cáp nè. Đó, thì cái này kéo thì ưu điểm đó là nhanh hơn đó các bạn. Nhanh hơn nhưng mà tải chậu tải lớn thì nó không có hay bằng cái kia. Kia tải lớn rồi giữa chừng đó mình ngừng cái mình lên xuống rồi nó bình thường. À, các bạn thấy cũng có đặc biệt. Cái này là chế cái đồ chắc đựng phốt nè. Phốt máy nè. Sắt thì cũng không nhiều. Đó. Ra ngoài đó. Dùng tại vì mình không có chạy nước đó các bạn. Chạy nước đó thì cái cốt nó cũng phải bị ảnh hưởng. Nhưng mà điều đó thì nó theo mình nghĩ nó cũng đáng kể tại vì mấy cái cốt mà nó bị nhiều như vậy nè. Thì lúc nó lọc ra nó nóng nó chảy giống như đỏ luôn, còn mình mài gì mình từ từ thì cắt không có đến đổi. Nó nói là bị nóng bị non bị mò, cái nhiệt độ nó còn nhẹ hơn cái lúc mà nó bị nó nặng nữa. Đó. Đang thử từ từ, còn máy dịch nó tránh. Thì thường thường mấy cái cốt của máy NS nè thì mình mài là 5 dịch thôi các bạn. Đó, còn mắc gà, còn nếu không mình là gấp chút thì mài đúng dịch luôn. Ví dụ như có thai thì mài 50 luôn. Đó, đang mài. Thôi mình đi vòng vòng chút xíu nữa. Cái kệ ở giữa nè. Giữa là cái máy hàng. Đây, nãy giờ chưa coi. Hồng ký nha các bạn. 300A mà dây đồng nữa. À, cái máy hàng này hàng đã lắm nha. Máy xà lan phải giá đó. Nhưng mà tiếc không bán, mình cũng không cho nó bán nữa. Tại vì đó là để hàng những cái đồ như là mấy cái gạo xà cuốc rồi, chất lượng đó các bạn. Đây là cũng có hai cái máy hàng nè. Gasit nè. Gasit 250 nè. Còn cái này là máy cắt 60. Cũng của Gasit luôn nha. Bên mình thì mình xài rì lăng. Nhưng mà mua thì mua thầy trò mua khác nhau, có nghĩa là để mua để mình sử dụng thử. Đồng thời cái hiệu Gasit này cũng tốt nữa, mình xài rì lăng thì với thằng này thì thấy nó cũng em nha. Xài đồ cho nó hơi khác chút để mình rút kinh nghiệm. Thôi mình cũng bước ra ngoài chút xíu. Đây là cái tiệm máy nè, tiệm máy con đệ mình nè. Đó, đứa xa lần lần thấy không. Còn ở trên đây là cái nhà nè, nhà có nhà ở nè, nhà ở. Chú qua mài cốt à, đây là bé nè. Bé Quyền Trân nè, à là con của thợ đó. Rồi à, đây là phu nhân của thợ. Sao là có một em bé rồi đó, với sắp con em bé thứ hai. Mấy tháng nữa sanh chút? 2 tháng nữa. 2 tháng nữa hả? Rồi 2 tháng nữa là có em giữ rồi đó nha. Hết chân rồi, có gì đây, dữ dàng ha, chắc suốt ngày luôn quá. Đụng cái tai đèn quá ghê. Rồi chung xuống dưới. Đó, mình bước ra ngoài đó. Đây có chơi cây kiển đây nha. Đó, đây có bảng luôn. Đây, Minh Chánh nè. Chuyên sửa máy nông nghiệp, làm co vọng, bơm đuôi, hàng tiện. Điện thoại 077-68-7799. Cái nhà giữa này là nhà
của ba mình nè các bạn. Ngày xưa mình học phổ thông là lúc đó mình ở đây nè, nhưng ba mẹ mình trước giờ vẫn ở trên giường tại thích cảnh thanh nhàn. Ô chú Hòa đó, dạ đi vòng vòng đi mài cốt sẵn lại lội vòng vòng. Rồi ở bên đây là nhà của anh Sáu mình nè, kế đến là nhà chị Tư, là Sấy, rồi nhà của chị Ba đó, cái chỗ bản sửa xe đó là nhà của anh cháu mình đó nè. Kế bên nữa là hồi xưa là có cái nhà của mình để học nghề, nhưng mà giờ nó làm văn tải, giờ kiếm tiền nhiều tiền lắm các bạn. Mình ở nhà thì mình lụt mặt cắt đó, giờ trở lại đây. Cái lỗ này gọi là lỗ làng nè các bạn, nó nhỏ thôi. Ngày xưa thì lúc mà thời mình còn đi học á, là lỗ này chỉ là lỗ đất thôi đó. Bây giờ mình đổ đan là xong cái lót bã nhựa lên đó. Mấy cái lộ làng này chơi nguy hiểm tại nó khuất đường đó, mấy đứa nhỏ nó chạy ra chạy vô, rồi cộng thêm mấy em nhỏ không có bằng lái chạy nữa, nguy hiểm lắm các bạn đó. Nguy hiểm hơn cái lộ mình đó, vậy đi mấy lộ này cẩn thận chút xíu. Cái thời gian mà để nó làm á thì mình cũng tranh thủ mình hàn cái bô của cái máy của cái xe phi chờ của mình đó các bạn. Lâu quá Honda này nha, tiếc nên là hàng zin của nó cái cổ nó lủng rồi, hàng lại mình xài nó một cổ thì thay cổ, zin cổ ủng quá. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Năm cái mũi dao hàn vô cái cán xong rồi đó các bạn, làm đi cái bô. Giờ mình dọn dẹp cái này mình trả lại, mình coi cái cốt này mài rồi chưa nghe. Mình đi vòng vòng thì đã mài rồi nè, cốt mài rồi. Nè, các bạn coi nè, cốt hài không? Cốt hai là 050. Nó sẽ lạng chỗ này sẽ nó còn lẹ một chút. Nè, bạn coi. Nếu mài nữa thì xuống cốt 3 này nó ổn. Ôi, cốt hai được rồi, nó lẹ một chút đâu sao. Đây nhắm rút lại. Có nhắm rồi tránh rút sao lại luôn đi. Cúp lại đi.
nó động tâm rồi về rút lại cho nó về bệnh và xài luôn đó, cho chạy luôn đi cho nó mà đó. Thì các bạn thấy mà gì á, theo cái từ mình tự đánh giá thì nếu mà như mình mài vừa rồi đó ha, thì nó sẽ bóng hơn cây cốt mà mấy cái máy mà các bạn mua đồ mới ở chợ đó, mấy đề cộng với mấy cốt mà TS80 rồi thì mài bằng đá này nó sẽ bóng hơn đá của mình đó. Còn muốn cho nó mịn hơn thì mình mà lấy nhám mình rà chút xíu nữa cho độ bóng nó cao hơn. Bởi vì khi mà mình mua mấy cái cốt ở ngoài chợ đó các bạn, mình nhớ là mình về phải lấy cái nhám mình cút lại nha. Mấy cái cốt ở chợ là nó mài cũng còn thô lắm. Thì mình làm quen là thì mình đo đúng chuẩn vậy nè, về nhà là mình gáp vô luôn, mình không có thử ở ngoài nữa, nó không có xì xích nhiều đâu các bạn, ngon lắm. Đó, thì cái mình mài đá này á thì nói cho cùng á, thì cũng đa số là để chữa cháy, nhưng mình mài về những cái nào mà nó có cái miễn sẵn đó thì mình mài vô dừa là mình xài. Còn nếu chế mình cũng có thể chế được nữa, mình đứt vô cái máy uống mình đó, uống miễn nữa mà thôi đó, để cho mấy anh thợ làm đi, mình làm cũng không có khéo bằng đó, lâu mình làm đâu có khéo bằng đâu, trừ trường hợp mà nửa đêm nữa hôm người ta lỡ đường hay gì đó mình mới chế miễn mình làm thôi. Còn bình thường thì mài mấy cái miễn cốt này thôi. Cái này mình mài được tới, có thử mài tới cái cốt của máy gì không Chánh? Máy gì lớn nhất là mài được? Có thể mài được S10 được không? D30 được luôn. D30 hả? D30 gỗ của dục thì mình mài được. Của dục gời đó ha? Của dục gời mài được. Ừ, hơi quan chút. Cỡ như D15 thì đá mình xem tới có giới hạn. Thì nó mài được hay không là phụ thuộc vào cái bán kính đá mài nè các bạn. Lớn thì nó ăn vô cái họng sâu thì mài được đụng, hết đụng cái thanh này đó chứ gì, đụng cái thanh này nè, bởi vì mình xài thời gian là mình sẽ đổi đá khác để cho cái nó đảm bảo cái độ này nó sâu vô đá mà mài được mấy cây cốt lớn đó thì cũng an toàn đó các bạn. Nếu mình xài hồi đó giờ mình làm rồi mình tự gáp vô luôn cũng chưa thấy thất bại, cũng ổn hết đó. Rồi giờ cái cốt xong rồi đó, các bạn thấy sao được không? Và vào cái cảm giác thì nó cũng bóng bẩy, nó hơi, nếu mà cái thường thường thì mình nghĩ cũng có phân biệt, nhưng mà thợ nhìn đó, nhìn vào thì thấy cái độ dân nó có hơi dân hơn chút xíu chứ không bằng mấy cái máy chuyên dùng các bạn ơi. Vậy là cũng tốt rồi. Vậy thì mình vừa qua thì mình đã giới thiệu cái máy mài cốt mà được chế trên cái máy tiện đó cho các bạn xem rồi. Thì thấy mình vừa giới thiệu mà vừa có mài cái cốt sẵn luôn cho các bạn coi đó, các bạn thấy sao? Nhắm ổn không? Nhưng mình xài thấy cũng được đó. Còn ý kiến các bạn có ý kiến gì thì comment nha, để mình có rút kinh nghiệm để có thể mình làm tốt hơn nữa. Rồi, cảm ơn các bạn. Giờ thì đồ đạc mình đã vô vỏ xong rồi các bạn. Rồi giờ thì mình đi về thôi. Thôi tạm biệt thợ nha. Rồi tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở video sau. Rồi, giật nha. Rồi. Cái dây giùm luôn. Rồi, xô ra. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know.